Chương 6. Lời đồn. Mười hai năm sau đó, khu vực núi Ngoạn trở thành một địa điểm bí ẩn được lan truyền rộng rãi khắp nước Nam, tới tận tai cả những người dân nghèo hèn nhất ở các xó xỉnh tồi tàn. Trong số ấy có Kỳ, một thương nhân sa cơ lỡ vận ở tỉnh An Giang. Hắn cùng với bạn làm ăn của mình lặn lội đường xa để tới chân núi Ngoạn, trong lòng ấp ủ bao mưu tính. Tin đồn cứ lan truyền là vậy, nhưng không phải kẻ nào cũng có đủ quyết tâm để tới đây. Một người đàn ông nhỏ thó, mặc bộ quần áo vải sờn vai, làn da đen đúa, đã đứng chờ sẵn bên con đường sỏi đá bụi mờ. Ông ta là người dân ở bản làng quanh đây, thông thạo đường lối, sẽ là người dẫn Kỳ và Thái, người bạn của hắn, tới chỗ cần tới. Kỳ đã viết một lá thư gửi tới cho ông ta từ tháng trước để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Người đàn ông tiến lại gần hai người khi họ vừa bước xuống khỏi cỗ xe ngựa sau quãng đường dài. Vặn vẹo người một lúc, Kỳ trưng ra bộ mặt đầy khó chịu vì mỏi mệt. Thái đá nhẹ vào bánh xe khi nó đang dần lăn đi, miệng chửi động. Mẹ kiếp, xe gì mà sóc thế? Người đàn ông khắc khổ cất tiếng chào bằng tiếng Kinh còn hơi sượng. Chào hai quan khách. Kỳ gật đầu đáp lễ. Nét mặt vẫn chưa giãn ra được chút nào. Thái rút trong túi ra điếu thuốc cuốn, đánh lửa hút phì phèo, dường như còn chẳng hề để ý tới người đàn ông kia. Phong thái khinh khỉnh này của hai người đã ăn sâu kể từ lúc trong túi rụng rỉnh tiền bạc, cho tới tận khi rơi vào cảnh mạt vận, họ vẫn chẳng thể bỏ được vẻ kiểu cách ấy. Kỳ cất giọng khàn khàn, hất hàm hướng về phía trước mà nói: Dẫn đường đi. Người đàn ông quay lưng đi trước, Kỳ và Thái dậm bước theo sau, vác trên vai hai chiếc tay nải lớn, đựng toàn bộ đồ đạc. Họ đi vào một con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào trong rừng cây. Đi được một lúc, người đàn ông bản địa lại hỏi: Hai anh đã chuẩn bị hết cả rồi chứ? Tất nhiên, chuyện sống còn mà. Kỳ đáp gọn lọn. Lát nữa, anh ấy sẽ dặn dò thêm, tinh thần phải thật vững. Đoàn lần này có đông không vậy? Biết đâu mấy người tham tiền lại nhận cho cố, rồi tới lúc chia chác thì... Thái bây giờ mới lên tiếng, vẫn giọng điệu khó chịu như cũ. Người đàn ông bản địa khẽ cau mày nhưng vẫn trả lời câu hỏi. Đoàn lần này tính cả hai anh và trưởng đoàn thì cũng chỉ có 7 người thôi, không thể ít hơn được. Vì người vào rừng cần là số lẻ, còn số 5 lại là con số phạm. Vậy thì cũng đành... Thái nói rồi nhếch mép, đưa mắt nhìn Kỳ, nhấm nháy điều gì đó với nhau. Họ leo lên con dốc tới lưng chừng núi, đến một căn nhà sàn nhỏ có hàng rào bao quanh bám dây leo sơ xác. Người đàn ông bản địa mở cửa sân bước vào, cất giọng gọi: Nớ, anh Hùng ơi! Sau vài ba tiếng gọi, cánh cửa của nhà sàn cũng mở ra. Một người đàn ông độ tuổi trung niên gần 40, mặc chiếc áo tràm vạt ngắn, làn da ngăm đen khỏe khoắn, mau mắn bước xuống cầu thang. Anh Hùng, em đưa hai khách cuối cùng đến rồi. Hùng đưa đôi mắt nâu nhìn Kỳ và Thái, chìa bàn tay thô ráp với vẻ nghiêm nghị, khẽ cười, nói, giọng Kinh khá sõi, không có vẻ gì pha trộn. Tôi là Hùng, sẽ đồng hành với mọi người trong chuyến đi tới. Kỳ nắm lấy bàn tay của anh ta, lắc nhẹ, rồi vội bỏ ra, miệng cũng đáp: Xin nhờ anh giúp đỡ. Mọi người đều đã tới rồi, hai người đi theo tôi. Hùng nói ngắn gọn rồi quay trở lại trước cầu thang gỗ dẫn lên nhà. Kỳ và Thái đi theo, khi cánh cửa gỗ vừa mở ra, thì một mùi hương ngan ngát xộc vào mũi Kỳ, là mùi hương pha trộn của các loại thảo mộc. Bên trong sảnh khách của căn nhà đã có vài người đứng, ngồi xung quanh gian bếp củi ở chính giữa. Kỳ đưa mắt nhậm đếm sơ qua thì thấy có cả thảy 4 người. Đáng ngạc nhiên thay lại có tận 2 người phụ nữ. Việc vào rừng trong nhiều ngày này vô cùng gian truân, vất vả, nguy hiểm. Vậy mà cũng có phụ nữ cả gan dám liều lĩnh đánh đổi ư? Một người phụ nữ có độ tuổi còn khá trẻ, như đâu chỉ ngoài 30. Người phụ nữ còn lại là một người đã luống tuổi, áng chừng khoảng gần 60. Mặc bộ quần áo vải hoa đã bạc màu, đầu chiết một chiếc khăn mỏ quạ, ngồi yên lặng nhìn bếp lửa bập bùng. Nét mặt đượm buồn. Hai người đàn ông còn lại cũng không có gì đặc biệt. Kỳ khẽ mừng thầm. Trông họ đều có vẻ là những người đơn giản. Đó là một cậu thanh niên gầy gò, mặt đầy mụn tấm, đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Một người đàn ông cũng đã luống tuổi, trạc độ 40, người nhỏ thó, tóc điểm muối tiêu. Chỉ có 4 người này, có lẽ Kỳ và Thái sẽ nắm chắc phần thắng. Hai người bạn tự tìm cho mình một chỗ trống để ngồi xuống. Hùng đứng cạnh bếp lửa, nhìn xuống mọi người rồi cất tiếng. Vậy là đoàn của chúng ta đông đủ rồi. 2 ngày nữa chúng ta sẽ tiến vào rừng. Ngày mai tôi sẽ đưa mọi người sang nhà thầy để xin ngải. Rất mong chuyến đi có thể tốt đẹp. Anh Giai đã đưa được bao nhiêu đoàn về an toàn rồi? Có kết quả khả quan không? Thái chen ngang câu chuyện mà hỏi. Hùng dường như khựng lại mất vài giây rồi lại ôn tồn đáp. Tôi dẫn tới nay đã hơn 10 đoàn, tất thảy đều trở về an toàn. Tuy nhiên, không phải nhiều đoàn có thể tìm được ngải trường sinh về. Thế thì cũng hên xui nhỉ? Mất cả đống tiền mà không biết có nên cơm nên cháo gì không đây? Thái thở hắt ra, vẫn nói giọng kẻ kẻ nghe khó chịu. Kỳ và Thái đã xác lập rõ mục đích duy nhất của chuyến đi này là phải tìm bằng được ngải trường sinh về. Suốt mấy năm nay, khu vực này đột nhiên trở nên nổi tiếng cũng nhờ loại ngải ấy. Một loại lá thuốc có thể cải tử hoàn sinh, được săn lùng ở các chợ đen như một loại vàng quý hiếm. Cánh nhà giàu ở trên phố nháo nhác cả, muốn tìm bằng được nó để cải thiện sức khỏe của mình. Còn những kẻ nghèo hèn cũng mong một lần được chạm tới loại thuốc ấy để chữa cho những căn bệnh dày vò bản thân đến yếu nhược. Có lẽ mỗi kẻ trong đoàn đi rừng lần này đều có những mục đích riêng của mình. Ở nơi đây không còn lằn ranh của sự giàu nghèo, tất cả đều phụ thuộc vào may mắn. Tuy nhiên, việc đi tìm ngải vô cùng khó khăn, gian khổ. Nhiều kẻ đã phải bỏ cuộc giữa chừng. Thường thì mọi người sẽ tìm tới sự giúp đỡ của những người dẫn đường lão luyện như Hùng, rồi mới cả gan tiến vào rừng già hiểm độc. Đúng là mỗi chuyến đi đều cần sự may mắn. Thế nhưng để tránh được tối đa những việc xui rủi xảy ra, chúng ta phải tuân theo những điều luật ngầm của rừng sâu. Như tôi đã dặn các vị qua thư từ trước, trước khi tới đây, trong vòng 1 tuần trăng, các vị cần tránh làm những việc tanh bẩn, giết chóc, nhục dục, để tránh thu hút những tà khí trong rừng. Nếu có thể ăn chay được thì càng tốt. Rừng thiêng nước độc, đất có thổ công, sông có hà bá. Chẳng phải tự dưng người dân nơi đây hay nói câu hỡi người dạo bước lên non, thành tâm khấn nguyện cho an mà về. Để căn dặn những người đi rừng cần kiêng cữ cẩn thận và tiến vào nơi đây với tấm lòng thành kính. Đó là điều giúp chúng ta có thể an toàn trở về sau khi bước vào lãnh địa của thần rừng. Cũng không chắc ở đây có bao nhiêu người tin tưởng về điều ấy, nhưng chúng tôi sống gần rừng già đã nhiều năm nay, vẫn luôn cung kính và được chở che rất nhiều. Thế nhưng khi thần rừng nổi giận, sẽ là những điều vô cùng đáng sợ xảy đến. Chúng tôi đều đã gắng làm theo. Người phụ nữ trung niên cất giọng nói khàn khàn, ánh mắt có phần lấm lét rụt rè. Vậy thì tốt rồi. Chiều tối nay tôi sẽ dẫn mọi người tới nhà thầy Mo xin ngải, cúng lễ cầu an cho chuyến đi thuận lợi. Ngày mai và trong quá trình đi, Tôi sẽ phổ biến cho mọi người những điều luật quan trọng khi đi rừng. Mong mọi người ghi nhớ và làm theo. Giờ mọi người dành thời gian nghỉ ngơi, trò chuyện cùng nhau đi. Kỳ và Thái dựa lưng vào tường gỗ, nhắm mắt lim dim nghỉ ngơi. Họ không có nhu cầu làm thân với những kẻ xa lạ kia. Thế nhưng những câu trò chuyện rì rầm vẫn lọt vào tai của Kỳ, bởi bao năm lăn lộn trên thương trường đã rèn giũa cho anh ta khả năng để ý những điều nhỏ nhặt. Chẳng mấy chốc, anh ta đã nắm được một số thông tin về những người cùng đoàn. Người đàn ông trung niên tên Đạn, quê ở Bắc Ninh, có một người con gái bệnh nặng đang ở nhà với bà nội. Anh ta tới đây mong tìm được ngải quý để cứu chữa cho con gái. Tương tự với anh ta là người phụ nữ lớn tuổi tên Lụa. Bà ta dùng chất giọng lù rù của mình để kêu ca về đứa con trai duy nhất, nhưng lại là nghịch tử, nghiệp chướng của bà. Bà một mình còm cõi nuôi con trai khôn lớn, rồi nó lại đổ đốn sinh hư, bán sới cả nhà cửa vào bài bạc, chọi gà, khiến bà bao lần khốn đốn, phải chạy vạy khắp nơi để trả nợ. Sau bao năm nghiện ngập thuốc phiện của đám người Tây đem sang, sức khỏe của con trai bà ta đã dần kiệt quệ. Nay hắn còn mắc thêm bệnh phong, bị dày vò trong đau đớn, van xin người mẹ già nghèo khổ cứu giúp. Không nỡ nhìn con chết dần chết mòn, người mẹ đã qua sườn dốc bên kia của cuộc đời, đành phải lặn lội đường xa tới đây để thử tìm vận may. Hai người còn lại có vẻ kín tiếng hơn. Cậu trai trẻ tên Kiên, năm nay 29 tuổi, quê gốc Thanh Hậu. Người phụ nữ trẻ tên Trinh, quê ở Tiền Giang. Kỳ hơi tò mò về mục đích của hai người họ, nhưng có lẽ cũng chẳng sai khác đi đâu được ngoài tiền và chữa bệnh. Khi những tia nắng cuối ngày bắt đầu le lói, mọi người đồ cơm nếp với thịt lợn mén để ăn cơm tối. Sau khi bữa tối kết thúc, Hùng đốt lên hai ngọn đèn bão lớn, yêu cầu mọi người theo chân nhau xuống sân. Giờ họ sẽ cùng nhau sang nhà thầy Mo. Hùng cầm một chiếc đèn bão đi trước, Đạn cầm chiếc còn lại đi sau cùng. Họ không đi theo hướng con đường làng đất, mà rẽ phải để đi xuyên rừng. Tiếng côn trùng kêu rậm rì vang lên từ tứ phía. Kỳ cũng thắc mắc vì sao họ phải đi khi trời đã gần sụp tối như thế. Như thể nghe được suy nghĩ của anh ta, Hùng vừa đi vừa nói. Ban ngày thầy Mo thường đi thăm bệnh, tối mới có ở nhà. Lễ bái buổi tối cũng linh ứng hơn. Lát nữa, hai người một vào trong lán thờ. Thầy bảo gì thì làm nấy. Đừng nói hay hỏi nhiều, tôi sẽ dẫn vào. Mọi người trong đoàn gật đầu ra chiều hiểu ý. Đi theo một con đường mòn nhỏ rậm rạp cây cối thì mới tới nhà thầy Mo, một căn nhà sàn mai rùa nằm sát bên khe suối. Bên trong nhà thầy, ánh đèn dầu hắt ra le lói. Hùng leo lên từng bậc của chiếc cầu thang mòn vẹt, gõ cửa nói với thầy Mo bằng thứ tiếng Thái. Pù mọ mi hươn, báu lạn ma, nhơ nói viết. Nghĩa là, ông Mo có nhà không, cháu qua nhờ tí việc. Sau đó, người thầy Mo xuất hiện ở ngưỡng cửa, là một người đàn ông tầm gần 60, gầy gò nhưng nhanh nhẹn, có nét hiền hậu. Những dấu vết thời gian đã in hằn trên làn da lấm tấm đồi mồi. Thầy đi xuống thang, hướng về phía sau nhà, nơi có chiếc lán thờ. Hùng quay lại nói nhỏ với đoàn khách. Hai người đầu tiên nào, khẽ khàng và đi theo tôi. Chương 7. Nghi thức. Kỳ và Thái nhanh chân chen lên trước, như một thói quen phải chiếm ngay thứ gì mà họ cảm thấy có lợi nhất cho bản thân. Những người còn lại đành lùi xuống nhường bước. Hai người họ theo chân Hùng tới trước cửa lán thờ. Ánh đèn vàng vọt đã hắt ra một khoảng lấp ló trên nền đất. Lán thờ này chỉ là một gian tranh vách nứa dựng kiên cố trên sân. Trên mái còn treo vô số kiểu vòng được tết từ lông gà, lông chim và các loại vải thổ cẩm màu sắc. Hùng mở cửa, Kỳ và Thái nhẹ nhàng lách theo vào bên trong. Gian phòng toát lên vẻ ấm cúng, riêng tư, chỉ có hai chiếc cửa sổ thông gió ở trên tường. Thầy Mo đang quỳ gối trước một chiếc ban thờ nhỏ, tựa vào vách nứa, trên trần treo phướn rủ xuống. Giữa bàn thờ bày một bức tượng gỗ chạm khắc đã nhẵn bóng theo thời gian. Các món đồ lễ cũng đơn sơ đạm bạc, chỉ có ít bánh dày, hoa quả, nông sản. Dưới sàn nhà có bày 3 mâm nhỏ, đặt mấy chục trứng gà trên gạo nếp, cắm vài nén hương. Hùng quỳ xuống cung kính ở phía sau. Thấy vậy, Kỳ và Thái cũng làm theo. Thầy Mo thắp lên 3 nén hương, cắm cẩn thận lên bát hương. Phần tàn hương trong bát ụ lên, như tổ mối vương vãi ra xung quanh. Ông cẩn trọng cúi đầu khấn vái. Sau đó, thầy Mo đốt lên một bó thảo mộc lớn, gồm 9 loại thảo mộc quý của rừng. Cầm lên một chiếc chuông nhỏ, một cây dao then, đi vòng quanh chỗ hai người đang quỳ, hơ bó xô thơm khắp cơ thể họ. Miệng không ngừng lẩm nhẩm những tràng chú kỳ lạ. Cứ mỗi khi xong một câu, ông lại lắc nhẹ chuông 3 cái, rồi vung con dao như thể chém đi một thế lực uế bẩn nào đó. Dù cảm thấy hơi quái đản, nhưng Kỳ và Thái vẫn quỳ yên lặng, hai tay chống lên đùi. Xong xuôi, thầy Mo mới nâng một chiếc hộp gỗ nắp tròn vốn đã đặt trên ban thờ từ trước. Ông mở ra, lấy 2 cuộn lá màu nâu xịn được buộc chặt bằng một sợi dây ngũ sắc. Đoạn, ông đưa ra cho Kỳ và Thái mỗi người một cuộn, hất đầu ra hiệu rồi nói câu tiếng Thái mà cả hai đều không hiểu rõ. Khăm ảo sờ cuộn, cân bậy, bà ảo váy cảnh phị. Nghĩa là cầm lấy bỏ vào trong người, đi rừng dùng để tránh ma. Hai người bạn bối rối đón lấy, không biết nên làm gì. Lúc này Hùng mới lên tiếng. Chúng tôi ở đây luôn kính cẩn thờ cúng thần rừng, mong được bao bọc che chở. Vừa rồi thầy Mo đã cúng lễ, xin cho các anh được phép vào rừng, thuận lợi xin đồ về, cũng như làm bài xông tẩy uế, sao cho thân thể các anh được trong sạch. Đây là loại ngải cổ truyền của làng chúng tôi, dành riêng cho những người dân đi hái thuốc và khai hoang trong rừng dài ngày. Mỗi khi bị đuối sức, lạc đường hoặc thiếu tỉnh táo, sẽ ngậm một ít trong miệng. Mọi sự sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nó cũng được người dân nơi đây coi như một lá bùa may mắn. Thầy luyện được ngải này cũng chỉ có Mo Ke Tú đây. Các anh hãy mang theo người, đừng để mất là được. Giờ hai anh lại lễ tạ thần rừng đi. Kỳ và Thái xì sụp cúi lại 3 vái rồi đứng lên, lùi bước quay ra phía ngoài. Ngay lập tức, hai người kế tiếp liền bước vào trong lán thờ. Trong lòng Kỳ cảm thấy nghi hoặc. Nếu chỉ cần dăm 3 thứ bùa này mà mọi sự đều suôn sẻ, như ý, thì đã chẳng có ai thất bại trong việc tìm ngải trường sinh. Có lẽ thứ ngải vàng kia, cùng lắm cũng chỉ là một loại thần dược nào đó mà thôi. Định giá của nó đều là do thiên hạ đồn thổi mà nên, mà điều đó lại là thứ Kỳ và Thái cần vào lúc này. Sau khi chờ đợi tất cả mọi người hoàn thành xong nghi lễ, Hùng chuẩn bị cầm đèn để quay trở ra, thì Mo Ke Tú cất tiếng gọi anh quay lại. Dường như ông có gì đó cần nói với anh. Hùng đành để cả đoàn đợi một lát rồi ngồi hầu chuyện với thầy Mo. Ngày hôm sau, cả đoàn nghỉ ngơi và thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi trước mắt. Họ dự định sẽ vào rừng trong khoảng 2-3 tuần. Nếu không thể thu thập được gì cũng sẽ trở ra, bởi ở trong rừng sâu lâu hơn không phải là một lựa chọn tốt. Người nào người nấy đều đem theo một chiếc túi vải dù to, gói ghém quần áo, lều bạt, các loại thuốc nam trị cảm mạo, côn trùng đốt, độc rắn, ít lương khô, mồi lửa, thịt gác bếp. Đàn ông trong đoàn cũng phân chia nhau vác thêm mỗi người 2 cân gạo nếp, bó củi nhỏ, rượu. Hùng phát cho mỗi người một con dao phay cầm theo mà không ai hiểu tại sao. Bầu không khí hết sức tấp nập khẩn trương nhưng lại có phần nặng nề căng thẳng. Hẳn ai cũng mang trong lòng nỗi niềm lo lắng nhưng không thể nói ra thành lời. Dù sao, họ đều là những người miền xuôi lên miền ngược, lạ nước lạ cái. Lại phải chấp nhận mạo hiểm rủi ro, chịu cực khổ, không thể không có chút chùn chân sợ hãi. Tối hôm ấy, bên bếp lửa bập bùng, Hùng họp tất cả lại, dặn dò một số điều quan trọng trước chuyến đi. Bằng chất giọng trầm trầm, anh cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của những điều mình sắp nói ra. Trong những chuyến đi rừng, có bình an để trở về được hay không phụ thuộc phần nhiều vào kỷ luật và sự tôn trọng nguyên tắc của những người đi rừng. Mọi người chỉ cần nhớ giúp tôi 3 nguyên tắc sống còn khi bước chân vào lãnh địa của rừng già. Đó là: 1. Không được tự ý động chạm, lấy bất kể thứ đồ gì trong rừng về mà không có sự xin phép trước. Thứ hai, đó là không được đi riêng lẻ, phải bám sát đoàn và không đi xa khỏi đường mòn định sẵn mà chúng ta sẽ đi. Cuối cùng, hạn chế nói những điều tiêu cực xấu xa, cũng đặc biệt tuyệt đối tránh gọi tên nhau trong rừng. Mọi người chỉ cần nhớ rõ những quy tắc đó, cần gì cứ trực tiếp hỏi tôi là được. Mong chuyến đi này chúng ta sẽ cùng nhau bình an trở về. Hùng đưa mắt đảo một vòng những người khách đang ngồi yên lặng trước mặt, dò xét xem họ có thật sự khắc sâu những lời mình vừa nói vào trong trí não hay không. Trong lòng anh dấy lên sự bất an mơ hồ mà không sao diễn tả được. Cũng bởi lẽ tối hôm qua, khi anh ngồi lại hầu chuyện Mo Ke Tú, ông đã do dự, muốn nói với anh điều gì đó quan trọng. Anh cảm nhận được sự băn khoăn trong mắt ông. Thế nhưng sau cùng ông chỉ nói rằng anh hãy cố gắng kiểm soát thật tốt mọi thứ trong tầm tay mình, đừng lơ là điều gì cả. Trước nay, trừ lần đầu tiên anh cùng Lữ, con trai của thầy, vào rừng thử ngải và được dặn dò kỹ lưỡng, thì những lần sau ấy, khi anh nhận dẫn khách vào rừng, thầy đều không nói thêm điều gì nữa. Thật may vì những chuyến đi đó, dù có thành quả hay không cũng đều kết thúc trong tốt đẹp. Việc nhận khách này, ngay từ ban đầu thầy Mo cũng không ủng hộ anh làm. Nhưng vốn biết gia cảnh anh khó khăn, phải lên tận đây để nương nhờ. Người dân cũng còn đói khổ, nên ông cũng không muốn chặn đường tìm kế sinh nhai của mọi người, nên đành nhắm mắt cho qua. Nói vậy, nhưng ông vẫn cố gắng giúp đỡ những việc nghi lễ, mỗi khi anh cậy nhờ. Thầy Ke Tú biết, rừng thiêng nước độc, làm những việc ăn của rừng này chẳng hay ho gì, lại nhiều hiểm nguy. Chỉ mong anh sớm tích cóp được vốn liếng rồi chuyển sang buôn bán thứ gì đó khác. Mọi chuyện bắt đầu từ cách đây khoảng 4-5 năm về trước. Khi ấy, bạn của Hùng còn nghèo xác xơ hơn cả bây giờ. Cả làng chỉ trông mong vào những món đồ thủ công hay nông sản được người Tây mua dưới chợ phiên để chuyển xuống dưới xuôi. Lúc có khách thì người dân còn đủ bữa cơm bữa thịt, còn nếu không cũng chỉ đành ngô sắn qua ngày. Trong bản của anh có một người phụ nữ đã ngoài 60, con cái đi biệt xứ bao năm không quay về bản thăm nom. Bà phải sống một mình kiếm kế sinh nhai, lại bị bệnh tật dày vò hành hạ. Làn da thường xuyên nổi những vết lở loét nhức nhối. Có lúc, bà đã nghĩ tới cái chết để giải thoát cho mình khỏi sự cô đơn và đau đớn. Người phụ nữ ấy đã bỏ lại hết đồ đạc nhà cửa, mang theo ít đồ ăn thức uống, đi sâu vào trong rừng, muốn tìm chỗ ra đi, chẳng để ai hay biết. Ai cũng nghĩ bà ta đã bỏ đi, chẳng buồn bận tâm nữa, thì bà ta lại xuất hiện trong bộ dạng xơ xác ở ngay đầu làng, Thế nhưng khác với trước đó, thần thái của người phụ nữ ấy đã có phần phấn chấn hơn. Ánh mắt còn ẩn chứa chút gì đó điên dại. Bà ta mang theo về một nắm cỏ hoa trắng, bọc trong manh áo rách, và bảo đó là một loại ngải thần kiếm được từ trong rừng về. Câu chuyện của người phụ nữ kể ra khiến người dân bản bán tín bán nghi. Thậm chí, chính Hùng cũng chỉ nghĩ đó là một giai thoại được thêu dệt đồn đại không có căn cứ gì. Người phụ nữ kể rằng bà ta đi lạc sâu trong rừng, khi đồ ăn thức uống dần cạn kiệt, cũng là lúc bà buông xuôi, chỉ việc từ từ chờ cái chết tới. Chính nỗi sợ hãi bào mòn từng giờ từng khắc ấy lại khiến bà ta cảm thấy thống khổ, khát khao sống bùng lên. Bà ta gắng đào mót vài củ mài, rễ cây trong rừng, ăn cầm hơi, gắng tìm đường thoát ra. Thế nhưng căn bệnh tái phát ngày một trở nặng hơn trong điều kiện sống tồi tàn, khiến người phụ nữ như kiệt quệ. Trong cơn mê man, bà thoáng thấy bóng của một cô gái trẻ, bón cho bà một bã thuốc đắng rồi thì thầm: "Bà cố gắng nuốt thứ ngải này, bệnh sẽ lui bớt hơn. Mang theo một ít về dùng dần sẽ tốt cho sức khỏe. Ngày mai hãy đi theo hướng mặt trời. Tới khi gặp một con suối nhỏ, đi men theo đó là sẽ tìm được đường ra khỏi rừng." Nói xong, cô gái thoát biến mất sau những bụi cây rừng, khiến bà ta không sao nhớ được khuôn mặt hay hình dáng của người bí ẩn đó. Quả thực, sang sáng ngày hôm sau, cơn đau bệnh trong người của bà ta đã thuyên giảm bớt. Bà choàng tỉnh khi ánh nắng ban trưa xuyên qua mí mắt, gượng ngồi dậy được khi cánh tay đã có lực hơn. Bà nhìn thấy có một đám cây hoa lạ màu trắng được đặt cạnh mình. Lá cây có chút lông gai mịn như nhung, bông hoa tựa hồ như chiếc chuông nhỏ. Thân cây có một vài đường gân đỏ, để trên một manh áo rách. Bà ta nhớ lại khung cảnh trong cơn mơ màng hôm qua, bèn gói mớ ngải vào trong manh áo đó đem theo. Bà làm theo lời chỉ dẫn của cô gái lạ nọ, cứ theo hướng mặt trời mà đi. Tới tận cuối ngày, thì cuối cùng cũng tới được một dòng suối nhỏ róc rách. Bà ta lao xuống uống nước cho thỏa cơn khát bao ngày, chỉ hứng được sương đêm để uống. Ngày hôm sau, những vết lở loét đau đớn trên cơ thể của người phụ nữ cũng dịu bớt và lặn đi. Mỗi khi cơ thể thấy mỏi mệt, bà ta lại vò nát một cây hoa kỳ lạ đó rồi cho vào miệng nhai. Quả thực, chỉ vài ngày sau đó, thứ bệnh ngoài da của bà ta thuyên giảm hẳn, và cũng tới lúc bà ta tìm ra được cửa rừng. Khi trở về, bà ta nói rằng đã tìm được một loại thần dược, nhưng chẳng mấy ai tin. Cho tới khi một người đàn ông đi rừng tìm được một bụi cây hoa trắng đó, mọc lan dưới vách núi, chữa khỏi được bệnh cho người nhà của ông ta, thì tin đồn mới bắt đầu lan rộng. Người phụ nữ kia bán được nắm ngải còn lại cho một thương nhân dưới xuôi với giá rất hời, ngang với một đàn bò, có được cuộc sống sung túc khác hẳn trước kia. Từ đó, người dân mới đổ xô vào rừng để tìm loại ngải lạ đó. Những bụi cây cuối cùng dưới chân vách núi kia cũng bị dày xéo và đào bới tới tận gốc rễ. Càng ngày, loại ngải thần ấy càng khó tìm thấy, khiến tất cả mọi người sụp sôi như trong chảo lửa. Chương 8. Dấn thân. Từ ấy, những câu chuyện về công dụng thần kỳ chữa bách bệnh của cây ngải vùng núi Ngoạn dội về tai người dân các bản làng sống quanh chân núi ngày một nhiều. Sau vài lần có kẻ may mắn tìm được bụi ngải quý, họ đúc kết ra rằng dường như loại cây ấy thường mọc ở ven các triền đá dốc đứng, nhưng chúng phải nương mình ở chỗ tối, ẩm thấp, và luôn có một loại rêu đặc trưng mọc xung quanh, đó là rêu trắc bá. Ngải dễ tìm thấy hơn vào mùa xuân hoặc thu, khi ánh mặt trời không đủ gay gắt để chiếu tận xuống thảm rừng. Núi Ngoạn vô cùng rộng lớn, nên việc đi sâu tới chân các sườn núi hiểm trở ở bốn phía là chuyện không hề đơn giản. Cần người thành thạo địa hình cũng như biết được các quy luật đi rừng. Chính vì thế nên Hùng đã đứng ra để nhận dẫn những đoàn khách từ phương xa tới tìm vận may. Lần đầu tiên anh may mắn tìm được 3 cây ngải nhỏ, là lần mà anh đi cùng Lữ. Vậy nên Hùng có chút tự tin mình có thể lần theo được dấu vết của loài cây hiếm đó. Quả thực như vậy, trong số những đoàn khách anh nhận dẫn đi, đã có 2 lần có người may mắn tìm được ngải trường sinh. Đêm hôm ấy, Hùng quỳ trước bàn thờ trong góc phòng, thắp lên 3 nén hương trầm với ít đồ cúng chay, lầm rầm khấn vái, xin chuyến đi trước mắt sẽ được suôn sẻ. Anh nhìn tấm bùa hộ mệnh mà bà nội từng đan cho mình, đã được trì chú và treo ngay ngắn cạnh bàn thờ, khẽ đưa tay gỡ xuống. Anh cũng cầm lấy chiếc đánh lửa gia truyền mà bố anh để lại, nhét tất thảy 2 thứ vào một góc sâu của hành lý, ngày mai sẽ mang theo. Trước nay anh cảm thấy chưa cần thiết phải mang những thứ đồ đạc này theo người, mà đều tự sử dụng đồ của bản thân. Vậy nhưng khi chứng kiến thái độ của Mo Ke Tú vào ngày hôm qua, nỗi bất an trong lòng anh vẫn chưa nguôi bớt. Vì thế nên Hùng quyết định mang theo những thứ đồ hộ mệnh của gia đình bên người. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, khi gà vừa gáy canh 3, Hùng đã gọi những người trong đoàn tỉnh giấc. Họ nhanh chóng thu dọn chỗ ngủ và xem xét lại hành lý để chuẩn bị cuộc hành trình. Ngày hôm qua, tất thảy mọi người đã ra suối tắm rửa sạch sẽ, vì từ ngày hôm nay trở đi, mọi sinh hoạt thường ngày sẽ rất khó khăn. Hùng có sự giúp đỡ của 2 người phụ nữ trong đoàn, dọn ra cho mọi người những ống cơm lam vừa được thổi tối hôm trước, ít ruốc, muối vừng, để ăn một bữa sáng no bụng. Họ thay ra những bộ quần áo dài đơn giản, đi giày vải đế bấc, rồi khoác lên những chiếc túi nặng trịch, bước xuống khỏi căn nhà sàn. Hùng là người dẫn đầu, tay cầm theo chiếc đèn bão. Còn Đạn, người đàn ông trung niên, đi sau cùng. Kỳ và Thái đi đằng trước, ngay sau lưng Hùng. Tất nhiên, không ai trong 2 người họ muốn là người tụt lại phía sau cùng. Sau họ là 2 người phụ nữ, cô Trinh và bà Lụa, rồi mới tới cậu thanh niên trẻ tên Kiên. Mỗi người đều được trang bị một cây gậy gỗ đi rừng, kèm theo một cây đuốc nhỏ. Hùng yêu cầu mọi người bám sát nhau, rồi anh dẫn cả đoàn đi ra ngoài bản, tiến tới một con đường mòn dẫn vào trong cánh rừng thăm thẳm. Xung quanh bóng tối nhập nhoạng vẫn bao phủ lên khung cảnh, chứa đựng sự âm u khó dò đoán. Vì mới ở ven ngoài bìa rừng nên cây cối mọc vẫn còn thưa thớt. Đi vào trong rừng độ khoảng gần nửa dặm, Hùng dừng lại ở một chiếc miếu đá đã phủ đầy rêu phong. Sắm sửa ra ít nông sản, hoa quả đem theo, rồi châm hương cắm vào bát hương nhỏ, khấn vái một lúc. Xong xuôi, anh quay sang nói với đoàn khách: đây là miếu thần rừng do người dân bản lập nên. Vào những ngày lễ Tết, thường tổ chức đàn lễ vọng, rồi rước sản vật từ trong bản tới đây cúng cho thần rừng. Nơi đây có thông lệ, nếu vào rừng lâu ngày thì phải khấn xin phép trước và xin được thần rừng bảo hộ. Mọi người cứ thành tâm là được. 2 người phụ nữ trong đoàn nghe đến đây bèn thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc hơn. Họ nhanh nhẹn quỳ gối xuống để lễ lạt một cách kính cẩn. Những người đàn ông còn lại trong đoàn có vẻ lúng túng hơn nhiều, chỉ làm cho que quýt. Trong thâm tâm họ không thực sự hiểu được sự cần thiết của những việc làm tâm linh này. Lần này, Kỳ và Thái lại là 2 kẻ khấn vái cuối cùng. Sau khi tất thảy những người còn lại đã lễ xong, Hùng đứng gọn ra một góc chờ đợi, ngóng nhìn mặt trời đang dần ló dạng. Sau khi cả đoàn đã lễ xong, Hùng tập hợp mọi người lại một lần nữa rồi nói: "Bây giờ chúng ta sẽ tiến sâu hơn vào trong rừng để tới được các sườn núi. Đôi khi còn phải chấp nhận trèo lên keo một chút để tìm được ngải ở trong các hốc đá. Nếu may mắn thì vẫn có thể tìm được ở ngay chân núi. Lần này chúng ta sẽ đi trek sang hướng Bắc. Hướng này có ít đoàn đi nhưng cũng đồng nghĩa với việc cơ hội của chúng ta sẽ nhiều hơn. Các hướng Tây, Đông tôi cũng đã đi nhiều, nhưng có vẻ như họ đã khai thác hết những bụi cây ngải trường sinh. Còn việc leo lên quá cao sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi cũng không muốn dẫn mọi người tới một nơi mà biết chắc cơ hội không có nhiều. Hai đoàn trước tôi dẫn đi cách đây 1-2 tháng đã không thể thu thập được gì rồi." "Vậy tại sao hướng Bắc lại ít có đoàn tìm kiếm vậy?" Người phụ nữ tên Trinh cất tiếng hỏi. "Một câu hỏi tinh ý đấy. Địa hình hướng Bắc này treo leo hiểm trở hơn, cây cối cũng rậm rạp khó đi hơn. Vì thế nên họ thường tránh hướng đi này để đỡ mất sức. Trước mắt chúng ta sẽ là một cuộc hành trình khó khăn. Tôi nói để mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần, chứ tới thời điểm này chắc hẳn là không ai muốn bỏ cuộc giữa chừng cả." Bầu không khí lặng xuống một chút, sau rồi Kiên mới cất tiếng phá tan sự đóng băng tạm thời ấy: "Được thôi, ông chú." Hùng gật đầu rồi nói: "Mọi người chỉ cần nhớ rõ những nguyên tắc tôi đã dặn là được. Giờ ta bám sát đoàn, đi thôi. Khi cần gọi nhau, có thể cứ hú lên hoặc gọi theo tên viết tắt là được." Theo thứ tự cũ, cả đoàn nối đuôi nhau tiến sâu hơn vào khu rừng rậm rạp trước mặt. Càng đi vào trong, mặt trời càng lên keo. Khung cảnh xung quanh hiện rõ hơn dưới ánh sáng ban ngày. Khu rừng bớt đi vẻ âm trầm ung hiểm ban nãy. Những tia nắng khẽ xuyên qua nhánh cây, tán lá, chiếu lấp loáng trên nền đất. Tiếng chim hót vang lại từ xa xa, dường như chuyến đi khởi đầu trong yên bình và sự phấn chấn của những người trong đoàn. Nhưng nào ngờ đâu, những nỗi kinh hoàng vẫn đang lẩn trốn, rình rập đâu đó khắp các bụi cây mỏm đá. Đi tới một trạng rừng lớn, Hùng dừng chân lại. Kỳ đi ngay phía sau trưởng đoàn cũng dừng chân lại, đưa mắt quan sát khắp xung quanh. Bao bọc tứ phía họ lúc này đã là những lớp cây rừng đen cài, dày đặc như khung cửi. Khoảng không của bầu trời phía trên cũng đã bị thu hẹp lại bởi những tán cây dang rộng của những thân cây gỗ keo vút, hút tầm mắt. Không gian có vẻ âm u hơn khi vẫn còn ở gần bìa rừng. Thế nhưng những âm thanh lao xao ở xa xăm vọng lại vẫn không ngừng ngớt. Kỳ là người dưới xuôi, không rành rọt về các loại cây thân gỗ ở trong rừng, nhưng anh vẫn cảm nhận được những mùi hương đặc trưng của rừng già, mùi rêu phong, mùi ẩm mục, mùi thơm nhẹ của các loại gỗ lâu năm. Giờ đây họ đã thực sự ở trọn trong lòng của rừng sâu, không thể dễ dàng mà quay trở ra được nữa. Đúng lúc này, Hùng leo lên trên một gốc cây đã bị đốn hạ, lấy từ trong túi ra một nắm cỏ nào đó. Anh bóp nhẹ nắm cỏ ấy trong tay, rồi xoa đều giữa hai đầu ngón tay. Sau đó, Hùng giơ nắm cỏ lên trên keo, đưa tay lên miệng, huýt một hồi sáo dài. Tiếng huýt sáo vang vọng khắp không gian xung quanh. Hùng ngẩng mặt lên trời như chờ đợi điều gì đó. Tiếng động từ vòm cây phía tay trái vọng lại. Từ trong lớp lá cây, một bóng chim bay vút ra. Nó bay tới đậu trên tay của Hùng đang giơ ra sẵn. Nó cúi xuống rỉa ăn đám cỏ trên tay Hùng. Đó là một con chim nhỏ cỡ vành khuyên, có đôi bộ lông nâu điểm đen, một vài sợi lông dài trên cánh còn có ánh tím nhẹ. Sau khi rỉa chút cỏ trên tay Hùng xong, nó lại đập cánh bay lên, trao liệng hai vòng giữa khoảng không, rồi bay chếch về hướng bên phải. "Đi thôi!" Hùng nói lớn rồi đi theo hướng con chim vừa bay đi. Có vẻ như hiểu được thắc mắc của mọi người trong đoàn, Hùng vừa đi vừa nói. Loài chim vừa rồi là chim tía. Chim tía thích ăn rêu và hạt trong rừng. Đặc biệt là nó khá nhạy với mùi rêu trác bá, loài rêu mọc gần với ngải trường sinh. Thế nên tôi đã thử huấn luyện chúng vài lần, nhờ chúng dẫn đường tới khu vực rêu trác bá mọc nhiều nhất. Một số người trong đoàn gật gù vẻ hiểu ý. Họ lầm lũi đi. Hùng dẫn mọi người ra khỏi con đường mòn lớn từ lâu, cứ hướng tới triền núi thấp thoáng ở xa mà đi tới. Những người đàn ông trong đoàn, kể cả Kỳ và Thái, hai người chẳng quen làm việc nặng nhọc, cũng phải lấy dao rựa ra để phạt mở lối đi. Càng đi vào sâu, những gốc cây càng ken đặc lại, bụi cây mọc rậm rạp tùm, những dây leo thõng xuống mặt đất, những cành cây sắc nhọn lởm chởm, còn cào rách cả vạt quần của bà Lụa. Con đường trắc trở khó đi, người phụ nữ đã có phần già cả ấy, dường như phải cố gắng lắm mới theo kịp đoàn. Đạn, Kiên và Trinh cũng có phần ái ngại cho bà nên có đi chậm lại chút nữa. Cho tới khi hoàng hôn đã vẽ những mảng vàng kem trên nền trời, thì cũng là lúc cả đoàn tới bên một dòng suối nhỏ róc rách. Hùng dừng lại, nhìn quanh quất rồi tuyên bố. Nay chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, trời sắp tối, đi nữa cũng không được hay cho lắm. Ở đây có sát bên bờ suối, chúng ta dựng lều rồi sắp củi đốt lửa lên hạ trại. Cả đoàn nghe vậy bèn làm theo, mọi người lúi húi hạ hành lý xuống, cùng dựng lều căng bạt. Hùng cùng anh Đạn vun một đống củi khô xung quanh lại, thành một đụn lớn ở chính giữa trảng rừng vừa được phát cho quang đãng hơn. Lều mọi người hãy đặt ở 5 hướng nhé, đó là quy tắc. Hùng lại cất tiếng. Kỳ và Thái sau khi nhanh chóng dựng xong một chiếc lều siêu vẹo, thì vội trốn ra bờ suối ngồi nghỉ cho đỡ mệt mỏi. Thái lụm ven suối những hòn đá cuội trơn nhẵn rồi ném ra xa, khiến nó trượt trên mặt nước kêu lõm bõm rồi rơi sâu xuống giữa dòng. Thái cười khẩy vì tài vật này của anh ta vẫn chưa hề suy xuyển gì. Kỳ ngồi bên cạnh cũng hào hứng khích lệ. Một lúc sau, khi lửa đã cháy bập bùng, Trinh gọi mọi người quay lại để dùng bữa tối. Ngày đầu tiên dấn thân vào rừng già đã dần trôi qua như thế. Vậy nhưng họ đâu biết, những điều thực sự tăm tối sẽ trỗi dậy sau khi màn đêm buông xuống, và bản thân họ đã khuấy động những điều gì. Chương 9. Tiếng động. Hai người phụ nữ đem làm ít thịt trâu để cả đoàn ăn cùng với cơm nắm, vẫn còn lại từ ban sáng. Cùng lúc đó, Hùng và chàng trai trẻ tên Kiên ngồi khoanh bằng trên mặt đất, không ngại bụi cát lấm lem. Họ đã nhặt được mấy cành gỗ tần bì dẻo dai, dùng dao gọt rũa để làm cần câu, buộc chỉ cước vào đầu cần và móc với mấy lưỡi câu sắt đem theo. Hóa ra cậu thanh niên lầm lì ít nói kia cũng rất khéo tay, vót cần thoăn thoắt, lại buộc chỉ rất chắc chắn. Nghe nói cậu ta và gia đình vốn là gia đình ngư dân, nuôi cá sông. Có lẽ những việc này đối với cậu ta cũng là việc thường ngày hay làm. Xong xuôi, tất thảy mọi người ngồi quanh đống lửa để ăn tối. Lúc ấy, màn đêm đã bao phủ khắp nơi, trả lại cho rừng già vẻ thâm trầm vốn có. Không thể nhìn rõ cảnh vật cách 10 thước xung quanh. Ánh trăng vằng vặc ở trên cao chiếu xuống cũng chỉ đủ để con người thấy được hình dáng của những tán cây đung đưa. Tiếng côn trùng kêu rào rạo vẫn vang vọng khắp nơi. Đạn truyền cho những người đàn ông xung quanh nhấm nháp tí rượu mạnh mà mình đem theo trong cút rượu, rồi nói chuyện kinh doanh giao thương những năm gần đây. Hùng chỉ im lặng ngồi nghe, anh không hiểu rõ lắm, nhưng chừng ấy rượu cũng khiến anh đã thấy ngà ngà. Hùng chỉ tay vào 5 chiếc lều ở 4 góc, khẽ cười rồi nói. Vốn dĩ chúng ta phải dựng lều ở 5 hướng như này, cũng là do kinh nghiệm của những người đi trước để lại. Khi ở trong rừng sâu, dễ gặp thú dữ, cần phải quan sát đủ các hướng để tránh hiểm nguy. Số lẻ cũng là con số luôn phải duy trì khi bước vào rừng. Và hơn hết nữa, không được để tắt lửa. Ra vậy, đúng là vào trong rừng thì nhiều cái chúng tôi không biết, chăm sự phải nhờ anh bạn rồi. Đạn đáp, khẽ vỗ vai người trưởng đoàn. Tôi cũng chỉ là một kẻ đột nhập nhỏ bé, lách luật của rừng già mà thôi. Nhưng quả thực, rừng sâu có nhiều điều bí ẩn lắm, đừng dại mà dây vào của rừng. Hùng gật gù nói khẽ. Bữa ăn tối cũng dần đi vào hồi kết, họ vẫn ngồi nán lại thêm chút để trò chuyện với nhau. Kỳ và Thái lúc này cũng đã dần gỡ bỏ bộ mặt lạnh lùng để cởi mở với những người cùng đoàn hơn. Khi được anh Đạn hỏi vài câu về quê nhà, các món ăn ưa thích hay là bàn việc giao thương với người Tây. Sau đó, Hùng phân công chia ca trực đêm, thời gian tính theo chuyển động của trăng và tiếng gà rừng gáy báo canh giờ. Mỗi người sẽ luân phiên gác một canh giờ và không được để lửa lụi tắt mất. Người gác đầu tiên sẽ là anh Đạn, rồi tới Kiên, Hùng, Thái, Kỳ, và sau cùng là 2 người phụ nữ. Hùng có ý muốn cho 2 người họ nghỉ ngơi dài hơn chút, vả lại gác vào lúc gần sáng cũng sẽ đỡ sợ hãi hơn. Thế rồi mọi người kéo nhau vào trong lều đi nghỉ. Có 2 căn lều, có 2 người ở, đó là lều của bà Lụa và Trinh, Kỳ và Thái. Còn lại 3 người đàn ông ở riêng mỗi người một lều đơn. Sau cả một ngày dài, ai nấy đều mệt lạ. Kỳ và Thái vừa hạ lưng xuống đã chìm ngay vào giấc ngủ. Thời gian chậm chạp trôi qua. Tiếng ai đó vỗ nhẹ vào thành của chiếc lều. Giọng của Hùng vang lên trầm trầm khe khẽ. Cậu thờ ơi, tới phiên cậu trực rồi đấy. Hùng gọi Thái bằng tên gọi tắt. Kỳ cũng mơ màng tỉnh giấc, chỉ kịp nhìn loáng thoáng thấy bóng dáng của Thái đứng dậy, đi ra khỏi lều. Bóng của cậu ta còn phản chiếu trên nền vải của lều, siêu vẹo trong ánh lửa bập bùng nhảy nhót ngoài kia. Vì bị tỉnh giấc đột ngột nên Kỳ không thể ngủ lại ngay. Sau khi Thái trực sẽ đến phiên anh ta, nên Kỳ phải cố gắng chợp mắt thêm chút. Kỳ lim dim nửa tỉnh nửa thức. Thời gian trôi qua dần dần không biết đã được bao lâu. Tiếng ai đó đập vào thành lều lại vang lên. Kỳ khẽ cựa mình, có vẻ như vẫn còn đang lưu luyến giấc ngủ dở dang. Tiếng đập lại vang lên nhanh hơn nữa. Kỳ cất tiếng que kẽ răng, gắt gỏng. Biết rồi, đợi tao chút thôi không được hả? Bên ngoài không có tiếng Thái đáp lại. Những tiếng kèo rất sắc vang lên như có thứ gì đang quẹt qua nền vải. Kỳ bừng mở mắt, anh chỉ kịp thoáng nhìn thấy bóng một thứ gì đó vụt qua rất nhanh ở góc lều, như thể một người nào đó vừa quay đi. Một tiếng cười khẽ, lạnh băng, phảng phất trong không gian khiến Kỳ có chút lạnh gáy. Anh chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Ánh sáng của ngọn lửa hắt vào ở bên ngoài đã tắt từ lúc nào. Thái đâu rồi? Tại sao nó lại để lửa tắt? Kỳ lấy can đảm, kéo cửa lều, ló mặt ra ngoài. Anh ta nhìn quanh quất xung quanh. Quả thực không có một ai, chỉ có màn đêm bao phủ, cùng những tiếng động rầm rì của núi rừng vọng lại. 4 túp lều của những người còn lại trong đoàn đều im lìm. Cách đó một đoạn là đống lửa đã lụi tắt, vẫn còn những làn khói bốc lên nghi ngút, chứng tỏ lửa mới tắt được một lúc. Thái đã mất tăm mất dạng, hay có khi nó đang đi tìm cách đốt lại lửa chăng? Kỳ bước ra khỏi lều, cảm thấy nhiệt độ bên ngoài đã giảm xuống rất thấp. Từng sợi lông trên cánh tay của anh ta đã dựng đứng hết cả. Hơi lạnh xộc vào làm mũi của Kỳ nhức buốt trong từng hơi thở. Ban đêm ở trong rừng, sương muối xuống nhanh. Nếu không có lửa sưởi ấm thì quả thực khó mà trụ nổi. Không thể cứ thế mà đợi thằng Thái quay lại được nữa. Không hiểu trong đêm tối này nó còn đi đâu được. Kỳ co ro bước lại gần đống lửa, lấy chiếc đánh lửa ở trong túi mình ra, định khơi lại đống bùi nhùi dưới đống than củi đã cháy rụi. Một mình giữa một không gian xa lạ như vậy, trong lòng Kỳ cũng có chút run rẩy sợ hãi. Anh ta quỳ xuống, cố gắng căng mắt khơi đống tàn lửa còn đỏ giữa đống bùi nhùi, rồi bật thêm lửa vào. Tuy nhiên ngọn lửa lụi tàn đi rất nhanh nên Kỳ lại phải bắt đầu lại. Vọng lại từ rất gần bên tai Kỳ là tiếng nghiến răng của một ai đó. Anh ta giật mình quay lại, nhìn khắp xung quanh. Thái à? Bao phủ khắp nơi vẫn chỉ là màn đêm dày đặc, không thể nhìn thấy thứ gì quá xa. Kỳ nén nỗi sợ, chẳng phải anh đang thần hồn nát thần tính. Kỳ cuống cuồng đánh lại lửa, kiên nhẫn hơn để lửa bùng lên lớn hơn. Tiếng nghiến răng lại vang lên, lần này gần hơn hẳn. Hay đó là một con thú dữ đang rình mồi? Tay Kỳ đã run lên bần bật, nhưng anh ta không dám có cử động gì bất chợt, sợ sẽ càng gây chú ý. Ngọn lửa đã bắt đầu nhen nhóm lên bập bùng. Thế rồi, đúng vào lúc Kỳ sắp thở phào vì ánh sáng sắp qua trở lại, thì một cảm giác ghê rợn lập tức ập đến. Một bàn tay lạnh ngắt nào đó chạm nhẹ vào một bên vai của Kỳ. Anh ta hét toáng lên, buông rơi chiếc đánh lửa, quay ngoắt ra đằng sau và lùi lại. Lúc này ngọn lửa đã bén và bùng lên, không gian xung quanh được rọi rõ bởi ánh sáng vàng kem ấm áp. Ở gần bên Kỳ không có một ai cả, chỉ có những bụi cây rậm rạp quen thuộc. Kỳ ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra. Cơn sợ hãi run rẩy từ từ tan ra trong huyết quản. Hóa ra chỉ là anh ta tự tưởng tượng ra mà thôi. Anh ta ngồi tập trung khơi lửa cho cháy đều, nhóm thêm một ít củi khô nằm lăn lóc trên nền đất để đệm vào. Ngồi bên ánh sáng rực rỡ này, Kỳ cảm thấy yên tâm thêm đôi chút. Được một lúc, phía bên mé trái của trạng rừng, nơi dẫn xuống dòng suối ban chiều Kỳ từng ngồi, lại vang lên tiếng sột soạt. Theo quán tính, Kỳ quay phắt sang bên đó xem điều gì đang tới. Anh có chút thở phào khi nhận ra đó là Thái. Nó đi lững thững ra khỏi bụi rậm, đầu cúi xuống, ra chiều mệt mỏi ủ rũ. Kỳ cất tiếng gọi. Thái, mày đi đâu đấy? Đã đến lúc thay ca chưa? Vậy nhưng Thái chẳng buồn đáp lại lời gọi của Kỳ. Hắn cứ cắm đầu mà đi về chiếc lều trống của mình. Kỳ cũng có chút ấm ức, nhưng anh ta cũng chẳng lạ tính khí thất thường của người bạn mình, nên cũng đành kệ. Một canh giờ gác đêm của Kỳ trôi qua trong sự nặng nề. Những ảo giác mơ hồ khi nãy anh ta vừa cảm nhận được, nửa hư nửa thực, khiến anh ta không thể hoàn toàn xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Kỳ cứ nhìn chằm chằm vào chuyển động của trăng trên đỉnh núi và ngóng tiếng gà rừng gáy báo canh. Mãi sau, Kỳ mới đợi được tiếng gà gáy vọng lại từ xa xăm trong rừng. Cũng là lúc bầu trời đã chuyển sang màu xanh lam lờ mờ. Chỉ 4 tiếng nữa là trời sẽ sáng tỏ. Anh ta vội vàng tiến lại gần căn lều của hai người phụ nữ, đập tay vào thành vải của túp lều mà thúc giục. Trinh ơi! Trinh ơi! Tới lượt em rồi đấy! Mau ra đi! Nói xong, anh ta quay đi trở về lều tìm giấc ngủ. Vừa bước vào trong lều, Kỳ đã ngạc nhiên khi trông thấy Thái ngồi im lìm ở một góc, đầu gục xuống như đang ngủ, hơi thở nhẹ nhẹ. Ngày hôm nay nó hành động thực sự quái đản. Thế nhưng Kỳ cũng đã thấm mệt nên chỉ hạ lưng xuống một góc rồi ngủ thiếp đi. Đêm đầu tiên trong rừng đã trôi qua như thế, và hẳn Kỳ cũng không hề biết mình đã quên bẵng mất một số lời dặn dò của Hùng. Sáng ngày hôm sau, Hùng gọi cả đoàn dậy để tiếp tục cuộc hành trình còn rông dài ở phía trước. Lúc Kỳ mở mắt thì lại thấy Thái nằm xuống bên cạnh từ lúc nào, tấm lưng quay về phía anh. Anh vỗ vai nó đôm đốp, gọi nó mau tỉnh dậy. Thế nhưng Thái có vẻ uể oải, phải rục rã mấy lần nó mới miễn cưỡng ngồi dậy, vươn vai mỏi mệt. Kỳ và Thái tụ họp với mọi người để dùng bữa sáng. Trông dáng điệu của Thái vẫn chẳng có tí năng lượng nào. Đôi mắt nó có phần trũng sâu. Đúng là một người đàn ông yếu rệ, mới qua được một ngày mà như đã cạn sức. Kỳ ghé tai Thái khẽ hỏi. Đêm qua mày bị sao đấy? Gác đêm còn để lửa tắt rồi đi đâu thế hả? Thái quay sang nhìn Kỳ bằng ánh mắt khó hiểu. Cái gì? Tao để lửa tắt khi nào? Tao trực xong rồi thì đi về cho mày ra trực thôi chứ. Lúc đó là tao đi vệ sinh chút thôi. Vậy hả? Kỳ đáp, trong lòng vẫn thấy có gì đó không thỏa đáng. Làm gì có chuyện nó đi vệ sinh lâu đến thế được? Phải chăng nó đang giấu giếm anh chuyện gì đó? Sáng sớm nay, Hùng và Kiên đã dậy sớm để ra suối câu được vài con cá tươi bằng cần câu tự chế hôm qua. Làm sạch rồi hun khói. Suối ở đây trong vắt, cá ít khi bị đánh bắt nên cũng dễ câu được. Mọi người nhanh chóng thu dọn lều, cuộn gọn vào túi hành lý rồi vác lên vai. Cả đoàn nối đuôi nhau rời trảng rừng, men theo con suối mà đi tiếp về hướng cần đi. Kể từ ngày hôm ấy, những sự kiện kinh hoàng mới thực sự bắt đầu. Chương 10. Tàn tích. Ánh nắng lại rọi xuống, nhảy nhót xuyên qua kẽ lá, chiếu vào bóng dáng lắc lư của những con người đi rừng. Tiếng chim, tiếng ve ngày càng rộn ràng và ồn ã tới đinh tai. Vào ban ngày, quả thực khu rừng mang một bộ mặt khác tươi tắn hơn hẳn. Ngày thứ hai, Kiên và anh Đạn trông có vẻ vẫn còn nhiều năng lượng. Hai người liên tục thì thầm to nhỏ với nhau ở cuối đoàn. Còn lại những người khác, trừ Hùng trưởng đoàn lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm túc, thì ai nấy đều bắt đầu có dấu hiệu mỏi mệt. Họ gắng tập trung vào từng bước chân, né những sợi dây leo lớn ngoằn ngoèo trên mặt đất, những gốc cây gồ ghề và tránh các bụi rậm gai. Đi được gần 2 canh giờ thì cả đoàn sẽ dừng lại nghỉ một chút để đun nước suối uống rồi mới tiếp tục cuộc hành trình. Mọi người lục tục kéo đi vệ sinh ở các hướng. Trong rừng sâu nên những việc sinh hoạt cá nhân này cũng bất tiện. Một lát sau, cậu thanh niên trẻ Kiên quay trở lại, miệng kêu lớn. Lần đầu tiên thấy cậu ta hồ hởi đến thế, khác lạ so với vẻ ít nói thường ngày. Xem này, mọi người xem này, xem em vừa vớ bẫm được món gì này. Kiên chạy lại gần, bưng trên tay một chiếc tổ chim đầy cành vụn và rơm rác. Nụ cười đắc thắng nở trên gương mặt đầy mụn của cậu. Nãy em vào rừng nhặt được một cái chạc cây, sẵn tiện có chiếc thun trong túi, nên làm được một cái né thun, bắn thử vài lần, lại may mắn bắn trúng được một con chim trong bụi cây. Không chỉ thế, lại còn vớ được cả tổ trứng chim. Hôm nay cả nhà được một bữa trứng luộc với thịt chim nướng đổi bữa rồi đấy. Được lắm, được lắm. Anh Đạn cười đáp lại. Hùng lúc ấy vừa đi từ một hướng khác trở về, trên tay cầm một nắm gì đó. Vừa tới nơi, anh ngồi xuống thân cây gỗ đổ, chưa rõ đang có chuyện gì, khẽ cười rồi nói. Tôi vừa đi hái ít nấm về, tuần trước rừng vừa có đợt mưa, giờ lại nắng, nấm sẽ lên nhiều, vừa tươi vừa ngon. Thế nhưng cũng nhiều loại nấm độc, phải quan sát kỹ. Thấy anh Hùng chưa được biết về chiến tích của mình, Kiên ngồi đó mới vội vã khoe khoang về chiến tích của mình. Ai ngờ đâu nét mặt của Hùng chợt biến sắc. Cái gì cơ? Cậu cậu bắn chim và mang tổ về à? Vâng, thì em nghĩ cũng nên kiếm thêm đồ ăn thức uống cho đoàn. Trời ơi, trước khi vào rừng anh đã dặn rất kỹ mọi người rồi, không được tự tiện động vào thứ gì cả. Chỉ một hành động sơ ý thôi, có thể để lại hậu quả vô cùng khôn lường. Em xin lỗi, em đã không suy nghĩ sâu xa. Mặt Kiên xìu xuống, vẻ vô cùng áy náy. Kể cả ngày hôm qua, khi câu cá ở suối thì anh cũng đã phải xin phép trước. Vả lại, khi câu cá ở rừng thì không được bắt quá 9 con. Những luật lệ ngầm này cũng nhiều và phức tạp. Nếu không chắc chắn trước khi làm điều gì, cần phải hỏi anh đã. Đưa anh xem tổ chim em bắt được đi. Kiên nhấc chiếc tổ chim để sau bãi đá, đưa ra trước mặt Hùng. Đôi lông mày của Hùng càng nhíu lại nhiều hơn. Anh thở dài. Đây là chim chu dụng, xẻ bụng đỏ, khá hiếm. Vậy mà lại chết mất một con. Em gặp nó ở đâu? Dẫn anh tới chỗ đó đi. Một việc làm không suy nghĩ của em có thể ảnh hưởng tới cuộc hành trình của cả đoàn đấy. Vâng, em xin lỗi. Anh đi theo em ạ. Kiên đứng dậy, dáng điệu bồn chồn khó xử. Để tôi đi cùng, có gì cần giúp thì tôi giúp. Anh Đạn đứng dậy theo sau, Hùng với theo chiếc xẻng nhỏ, cùng hai người kia đi vào trong một lối đi rừng. Kiên đi theo một con đường mòn nhỏ, những cành cây mọc vô lối, chĩa xuống khắp nơi. Họ gạt cây mà đi. Sau cùng, Kiên dừng lại ở một khu rừng thoáng hơn, có một vài gốc cây khô mục ở đó. Đây ạ, lúc nãy em tranh thủ đi dải ở gốc cây này, thế rồi em nhặt được một chạc cây nên làm né thun bắn thử, ai dè. Giờ em lấy xẻng, đào một huyệt tử tế, chôn con chim này xuống đi, rồi em đặt tổ chim này về lại chỗ cũ. Giờ chim mẹ chết mất thì cũng không biết đám trứng này có còn nở được không nữa. Sau đó phải thắp hương tạ lỗi. Thường loài chim hiếm như thế này cũng dễ là sứ giả của thần rừng đấy. Mong là sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra. Hùng nói, trán vẫn hằn lên nét buồn rầu lo lắng. Kiên vội vã nghe theo. Hùng đứng quan sát hai người trong đoàn lúi húi xử lý hậu quả. Trong lòng anh nỗi bất an ngày một lớn dần. Chuyến đi này bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn ngoài tầm dự liệu của anh. Thầy Mo Ke Tú đã dặn anh phải kiểm soát thật tốt mọi việc, nhưng có vẻ như anh vẫn chưa làm được điều đó. Suốt chiều ngày hôm ấy, cả đoàn lầm lũi đi tiếp trong rừng, theo hướng những con chim tía mà anh Hùng gọi tới. Đường đi vẫn bị bao phủ bởi những nhánh dây leo rậm rạp, cây thân gỗ ken dày đặc. Thế nhưng bất chợt, họ tìm thấy một con đường mòn có vẻ thông thoáng hơn, dẫn vào lớp lớp cây rừng phía trước, khó mà nhìn rõ điểm kết. Vì vậy nên Hùng dẫn mọi người theo hướng đó. Càng đi, phong cảnh xung quanh lại có chút biến đổi, từng chảng rừng rộng ít cây cỏ lộ ra, đan xen với những thảm cây mọc dày. Không chỉ thế, đôi khi họ còn bắt gặp những chiếc cột nhà nham nhở ghim sâu xuống nền đất. Có vẻ như khu vực này từng có dấu vết sinh sống của con người. Dường như là một bản làng nhỏ nào đấy. Có thể vì lý do nào đó mà giờ người dân đã chuyển hết đi. Gần cuối buổi chiều, bầu trời bỗng trở nên âm u hơn. Một cơn mưa dông bất chợt sắp kéo đến. Ở vùng rừng núi phía Bắc này, không có gì lạ khi thời tiết thay đổi thất thường. Hùng tìm được một căn nhà sàn cũ ở một trảng rừng lớn. Căn nhà sàn đã mất nóc, chỉ còn chiếc gầm sàn cao và đôi thang gỗ đi lên xuống đã bạc màu theo thời gian. Cỏ đã lan tùm khắp xung quanh, dây leo bám đầy chằng chịt trên từng thanh gỗ. Hùng cũng từng nghe nói trước đây ở hướng bắc núi Ngoạn từng có một bản làng người dân sinh sống cách đây rất lâu. Thế nhưng vì một sự cố nào đó khiến cho họ không thể tiếp tục ở lại đây. Câu chuyện đã trôi qua nhiều năm nên cũng chẳng ai bàn tán tới nữa. Hùng lên đây nương nhờ nhà bác mới được vài năm nên cũng không biết quá rõ. Anh quyết định dừng chân nghỉ lại đây. Mọi người có thể trải lều và đốt lửa ở dưới gầm nhà sàn, tránh mưa bão vào ban đêm cũng tốt. Khi lửa vừa được nhóm lên, cũng là lúc cơn mưa rào như chút nước của núi rừng đổ xuống. Hai người phụ nữ trong đoàn tranh thủ hứng nước mưa để đun cơm, luộc ít rau rừng mà họ hái được dọc đường đi. Để tránh phải mang vác nồi niêu lỉnh kỉnh, thì mọi đồ đun nấu, bát đũa đều được chặt và chế từ tre, nứa mọc trong rừng. Những bữa ăn trong rừng thường chỉ đơn sơ tạm bợ, thi thoảng họ sẽ câu cá, bẫy chim, chỉ những loài chim nhỏ theo đàn mà Hùng chỉ dẫn để đổi bữa thịt thà ăn cho có chất. Bởi vậy nên thường những người đi rừng chẳng mấy chốc mà gầy gò hẳn đi, làn da đen sạm đi bởi nắng gió và những cơn ốm sốt hành hạ. Sau bữa cơm, mọi người ngồi sát vào bếp lửa, hong người cho ấm. Dù đang là mùa hè, nhưng ở giữa rừng sâu, trong cơn mưa tầm tã, nhiệt độ cũng đã xuống rất thấp. Hai người lúc này đang rì rầm trò chuyện, lại là Trinh và anh Đạn. Trinh trưng ra bộ mặt âu sầu, đôi mắt đôi lúc còn ngấn lệ. Kỳ ngồi ở xa nghe câu chuyện tiếng được tiếng chăng của hai người nọ. Cô gái có vẻ phiền não về một mối tình bị phụ bạc nào đó. Còn anh Đạn cũng được dịp tâm sự về người vợ đã bỏ anh lại với đứa con gái bệnh tật hiểm nghèo. Thái lúc này vẫn ngồi cạnh Kỳ, mân mê trên tay những hòn đá cuội mà nó nhặt được trên đường đi. Kỳ biết tính Thái, nó vẫn thích lượm lặt những thứ khó hiểu để về chế tác đồ thủ công theo ý nó hoặc để làm kỷ niệm. Kỳ thì thầm bàn bạc nhắc lại với nó về kế hoạch sắp tới, nhưng ánh mắt của Thái chỉ lơ đãng nhìn ra khoảng không, thi thoảng gật đầu sau những câu hỏi của Kỳ, có vẻ không tập trung lắm. Kể từ hôm qua tới giờ, Thái trở nên ít nói hẳn, không hiểu điều gì đã khiến nó trầm tính hẳn đi. Trời mưa không ngớt tới tận khuya. Mọi người đã tản vào các túp lều riêng để nghỉ ngơi. Riêng bà Lụa mệt nên đã đi nằm từ sớm. Hùng vẫn chia ca trực đêm như cũ. Kỳ và Thái cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ để lấy sức thay ca. Thời gian chậm chậm trôi qua. Kỳ có cảm giác là mình mới chỉ chợp mắt được một lúc. Tiếng rên rỉ của Thái dội vào tai anh. Cút đi, cút đi. Kỳ trằn trọc rồi mở mắt ra, thấy khung cảnh xung quanh đã lại chìm trong bóng tối như ngày hôm qua. Ánh lửa bập bùng bên ngoài đã tắt. Thái đang ngồi ở một góc lều, mắt nhìn chằm chằm ra cửa lều, dáng ngồi co ro, bờ vai run lên bần bật. Sao thế? Kỳ ngồi dậy, nhìn theo hướng mà Thái đang nhìn. Có thứ gì đó đang chuyển động rất nhanh xung quanh lều của Kỳ và Thái. Chiếc bóng đen của nó chạm loạt xoạt vào vải lều. Ai thế nhỉ? Trong lòng Kỳ dâng lên nỗi sợ hãi, lẩm bẩm. Một bàn tay ướt sũng chạm vào thành lều, cứ giữ nguyên ở đó. Một bàn tay có hình dáng méo mó với những chiếc móng tay mỏng sắc, dài. Thái núp sát vào cạnh Kỳ, người vẫn không ngừng run rẩy. Bàn tay đó chậm chạp cào khẽ vào thành lều, những tiếng kèn kẹt. Tim của Kỳ cũng dường như hẫng xuống, chết lặng. Là kẻ nào? Là thứ gì đang ở ngoài đó? Không, không, tôi không đi với mấy người đâu. Thái lẩm bẩm trong miệng. Đúng lúc đó thì bàn tay đang in hằn trên nền vải cũng thoắt cái mà biến mất. Tiếng chim ở xung quanh đột ngột váng lên rộn rã, tiếng đập cánh ráo rác như đâu đó đang gần đây. Kỳ và Thái ngồi yên lặng một lúc trong lều, tư thế đơ cứng, các bó cơ trở nên căng thẳng. Họ đã từng nghe đồn về những điều lạ kỳ trong rừng sâu, nhưng có lẽ vừa rồi mới được chứng kiến tận mắt. Có vẻ như thứ đó cũng đã rời đi rồi. Sau khi định thần lại, Kỳ mới quay sang nói thì thào với Thái. Vừa rồi mày nói với ai thế? Thái lúc này vẫn ngồi ôm chân, đầu cúi xuống, mồ hôi túa ra ở hai bên thái dương. Kỳ định tiếp tục ngã lưng xuống ngủ, thì bất chợt một tiếng thét dài của một người đàn ông vọng lại. Kỳ lại giật thót mình ngồi bật dậy. Có chuyện gì đang xảy ra? Lúc này đã tới phiên ai trực rồi? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Giọng của người đó tiếp tục thét lên. Kỳ nhõm dậy, định tháo cửa lều bước ra xem đang có chuyện gì náo động ngoài kia. Nhưng Thái đột ngột nắm chặt lấy tay Kỳ ngăn lại. Đôi mắt nó nhìn trừng trừng vào Kỳ, đầu khẽ lắc chậm chậm. Kỳ đành dừng tay, run rẩy ngồi lùi lại phía sau. Ở bên ngoài đã im ắng. Kỳ vẫn nhớ câu dặn dò của Hùng trước đây, khi ở trong rừng già không nên tùy tiện hành động khinh suất. Vì thế nên anh ta quyết định nằm ngã lưng xuống, cố gắng tìm lại giấc ngủ, trấn an bản thân.